Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Trước khi đi vào câu chuyện ngày hôm nay, chúng tôi có rất nhiều khán giả điện thoại nói với rằng là giáo sư khuyên chúng tôi bỏ phiếu mà giáo sư không cho biết tên, thì chúng tôi biết bỏ phiếu cho ai? Đấy là một số khán giả, cho tôi nghĩ họ nói chuyện vui thôi. Bởi vì với cái lứa tuổi của quý vị thừa khôn ngoan biết người nào nên bỏ phiếu và người nào không nên bỏ phiếu. Riêng tôi chỉ đề nghị quý vị có một điều. Những người nào quý vị thấy họ có cái chương trình hành động cho dân, cho nước, quý vị bỏ phiếu. Còn những người mà ăn chuyện, nói gọi ăn tục, nói phép, nói cho nó vui, thì quý vị đừng bỏ phiếu, có vậy thôi. Bởi vì đến bây giờ chúng ta có 20-30 người Việt Nam ra tranh cử. Thứ nhất, tôi không biết tên hết. Bởi vì từ lâu nay tôi có một cái thành kiến, tôi nói thẳng là như vậy. Tôi có thành kiến đối với người ứng cử người Việt Nam của chúng ta là vì tôi thấy họ ít lo cho người dân. Suốt 40 năm nay, 50 năm nay tôi chưa thấy một người Việt Nam nào nói rằng bênh vực về cái giá nhà đi thuê nhà ở vùng Orange County của chúng ta hết. Mà người nào cũng than thở, giáo sư à, hồi tôi dọn vào cái mobile home này có 300 một tháng mà bây giờ nó lên đến 1.200. Không có một tên ứng cử viên nào để ý đến cái đời sống của người tị nạn của chúng ta. 10 người như chục. Quý vị tìm cho tôi có tên nào nó là tranh đấu vào cái vấn đề giá nhà không? No. Rồi có người nói tới thì bảo tại vì ở đây nó thua trên lốt. Lốt nó có cái luật gọi là cái luật rent control. Thì cái luật đó tôi biết cách đây 40 năm rồi. Thế thì tại sao mình không làm cái rent control cho vùng Orange County? Thì một là các ông các bà ăn tiền của những cái tên chủ đất. Nếu nói nặng nề là nó như thế. Hai nữa là các ông các bà không phải là người lo cho dân, lo cho nước. Người nào cũng chỉ muốn lợi dụng cái danh dự, cái địa vị, cái chức vụ dân cử để kiếm tiền. Rồi có lắm người bảo giáo sư nói vậy thì oan. Bởi vì lắm người chúng tôi ra tranh cử nghị viên tháng có vài trăm bạc. Quý vị lầm rồi. Vài trăm bạc lương như nếu là một người tham nhũng, người ta thấy nhiều cái phương diện người ta làm ra tiền. Tôi đưa một ví dụ nhé. Tôi nói chuyện cái gì cũng phải có bằng chứng hết. Vùng Orange County là một cái vùng cấm tàu cộng làm ăn. Thế nhưng mà một tên nó lưu manh, nó dùng cái chức nghị viên để nó cộng tác, nó ăn tiền của Cộng sản, nó đưa Cộng sản vào đấy. Cộng sản tàu cộng vào đấy làm ăn. Tôi còn biết rằng một cái công ty tàu cộng bây giờ có tên ở vùng Garden Grove này. Nó được những cái tên gọi là dân biểu, nghị sĩ gì đó đưa vào làm ăn đấu thầu cho điện Capitol ở bên Sacramento. Đấu thầu về vấn đề dọn dẹp, đấu thầu về vấn đề bảo trì rất là béo bở. Thì nó phải tham nhũng chứ. Không tham nhũng không lại quả. Bởi vì đối với thằng tàu đi đến đâu cũng phải là lại quả đến đó. Tập Cẩm Bình nó cái chủ trương của nó, tôi nói nhiều lần rồi. Cộng sản tàu nó nói một câu rằng là mọi việc trên thế gian đều có thể mua bằng tiền. Còn nếu mà không mua được bằng tiền thì sao? Mua được bằng thật nhiều tiền. Có thế thôi. Cho nên đó là lý do mà chúng ta đừng bao giờ ngạc nhiên là tại sao mà các người dân cử đây họ không lo cho dân. Ở đây có nhiều điều của người dân mình đáng lo lắm chứ. Thứ nhất là cái vấn đề rent control. Cái giá nhà mobile home nó lên dần dần, nó lên đều đều mà nó chưa hết. Bây giờ có nơi lên đến 1.500 một tháng. Người ta trả tiền đất cho cái tụi mobile home này. Tụi nó là cá mập. Tụi nó là những cái dân Mỹ mà Do Thái, dân Đức. Nó bóc lột dân Việt Nam vì nó biết dân Việt Nam đa số ở mobile home. Mua nhà mobile home nó rẻ hơn là mua nhà thường. Không có một tên dân cử nào đưa ra cái đề nghị là lo cho cái vấn đề rent control cho đồng bào Việt Nam ở vùng Orange County. Mà ở đây chúng ta có đến 300-400 nghìn người Việt Nam, có đúng không? Đó là lý do làm cho tôi chán nản những cái tên tranh cử. Tôi có một câu chuyện nữa, quý vị nói ra mới giật mình. Ở đây có một cái tên hồi trước kia nó gọi là nó là nghị viên gì đó.
rồi nó làm ăn với cộng sản, rồi nó bị biểu tình, nó bị chống đối, sập luôn cả cái tiệm nhà hàng của nó. Nhưng mà nhờ cái sập tiệm nó làm của chính phủ đền bồi thường cho nó trong cái lúc nó làm nghị viên, cái số tiền nhiều hơn cái nhà hàng của nó có giá. Rồi mới đây nó bảo lãnh cho những người quen của nó ở Việt Nam, 3 gia đình, 16 người ở Việt Nam qua đây chưa đầy 2 năm, bây giờ nhà nào cũng có housing. Mà housing không phải 2-3 phòng, housing 5 phòng. Và những cái người trong cái gia đình của nó thì lại đi làm lấy tiền mặt, lãnh trợ cấp. Thì tôi hỏi quý vị rằng làm sao có một người Việt Nam qua đây mới có 2 năm mà lại có housing? Có nhiều người Việt Nam ở đây 45 năm vẫn chưa có housing. Affair, máy mùng, lại quả, mặt mũi chúng nó còn ngồi ê chê ở đấy. Quý vị muốn không? Gọi tôi cho số. Thử hỏi những cái người đó như vậy có phải lo cho dân chúng không? No. Họ lo cho túi tiền của họ, họ lo cho gia đình vinh thân phỉ gia. Cho nên lắm người bảo rằng là bỏ 200-300 nghìn ra để mà tranh cái chức vài trăm một tháng là như thế. Có 1001 cách làm ăn đối với Tàu Cộng. Và cái công ty Tàu Cộng nó giờ có cái tên to trình hình ở Garden Grove, mọi người đều biết. Mà nói đến là những cái tên nó cũng xoa đầu xoa tai rồi cười cầu tài. Như vậy làm sao gọi là chính trị gia? Chứ có loanh quanh luẩn quẩn, hết nghị viên lại tới vệ sinh, hết vệ sinh rồi lại tới những cái vụ nước nôi, điện nước, toàn những cái món bở. Ở đâu cũng thế. Thì như vậy làm sao mà chúng ta có thể tiến bộ được? Làm sao mà Cộng sản nó không có xâm nhập vào được cái vùng Little Sài Gòn? Cho nên tôi, quý vị thông cảm, tôi không bao giờ nói tên. Quý vị là một người có những cái nhận xét công chính, khách quan, quý vị biết ngay là ai. Thì có những cái tên danh chữ rất là bất nhân, vô hậu. Ngày trước khi mà tôi có cái đài truyền hình quốc gia Việt Nam, tôi có cái tổng liên đoàn lao công Việt Nam hải ngoại, có cả cô Mộng Đào làm giám đốc tài chính của đài. Nhiều tên dẫn nhau đến đài của tôi, đến tổng liên đoàn lao công của tôi để xin được quảng cáo và nhờ giúp đỡ. Đến lúc nó thành công rồi, nó vác đít đi một mạch, nó không bao giờ có một lời cảm ơn. Và cái tội đó do con lấy, bất nhân vô cùng tận. Tôi chưa thấy một cái tên bầu cử, tranh cử nào của người Việt Nam mà bất nhân như cái bọn này. Quý vị muốn biết tên không? Gọi tôi. Cho nên đó là một cái điều mà chúng tôi chỉ muốn nói với quý vị rằng Cộng sản Việt Nam thật ra nó cũng chẳng có tài giỏi gì. Bởi vì những cái dân mà gọi là ăn hối lộ, tên nào cũng hỏng, không có tư cách. Và ra tranh cử cho đến giờ này tôi chưa thấy một tên nào đúng nghĩa, một ứng cử viên lo cho vấn đề, cho dân, cho nước. Già trẻ lớn béo như nhau hết, đực cái không khác nhau. Và bây giờ chúng ta đi vào câu chuyện ngày hôm nay. Thứ nhất, Tổng thống Donald Trump vừa ra lệnh cho Bộ Tư pháp của ông William Barr phải điều tra về vấn đề cha con Hunter Biden và Joe Biden. Một cái sự kiện mà mọi người đều thấy rõ ràng, đến giờ này không còn chối cãi, là Joe Biden đã hối mại quyền thế trong thời gian làm Phó Tổng thống, khi được Obama giao cho coi cái một cái ngân sách viện trợ cho Ukraine về khí đốt lên đến 1.600 tỷ đô la mỗi năm. Và cái ngân sách này, Joe Biden từ năm 2014 đã cho thằng con trai Hunter Biden bay qua bên Ukraine cùng với bố để cho nó làm chủ tịch hội đồng quản trị về tài chính, với cái số lương căn bản 50.000 đô la một tháng, cộng thêm phụ cấp đất đỏ
lên đến 35.000, tức là 85.000 một tháng. Mà nó làm giám đốc hội đồng quản trị từ năm 2014, 2015, 2016, 2017, 4 năm trời, cho đến lúc Joe Biden không còn làm tổng thống, phó tổng thống. Đồng thời Hunter Biden còn tham nhũng lươn lẹo trong vấn đề khai man để lấy tiền viện trợ của Hoa Kỳ suốt 4 năm đó. Thì năm 2015 có một ông gọi là tổng biện lý prosecutor của Ukraine là ông Shokin. Ông ta điều tra sự tham nhũng của Hunter Biden. Nó liền gọi thằng cha nó là Joe Biden bay qua. Và thằng cha nó áp lực với Tổng thống Poroshenko sa thải ông biện lý Shokin. Câu chuyện còn đó. Chính sau này Joe Biden khoe trong một cái cuộc hội thảo là y đã bay qua bên đó và áp lực đối với chính phủ Poroshenko phải sa thải prosecutor biện lý Shokin trong vòng 6 giờ đồng hồ trước khi anh ta bay về Mỹ. Nếu không thì sẽ cúp viện trợ 1 tỷ đô la cho chính phủ Ukraine. Kết quả là tên Shokin đã bị sa thải. Và với những cái sự kiện rõ ràng như vậy, Bộ Tư pháp sẽ ra lệnh điều tra hai cha con về vấn đề tham nhũng, hối mại quyền thế và hủ hóa, nói theo cái giọng cộng sản. Kính chúc quý vị, chúng tôi xin tạm dừng vài phút, sau đó chúng ta tiếp tục phần 2. Xin cảm ơn quý vị.